Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em. Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long trong ngữ văn lớp 9. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả tên là Nguyễn Thành Long, ông sinh năm 1925, mất năm 1991, quê ở Quảng Nam. Ông chuyên viết về truyện ngắn và bút ký với phong cách văn xuôi nhẹ nhàng, giàu chất thơ. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu một số nét chính về tác phẩm. Tác phẩm Lặng lẽ Sapa là kết quả của chuyến đi Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của tác giả. Nội dung chính của tác phẩm thông qua nhân vật anh thanh niên, tác giả đã ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của lớp thanh niên mới trong công cuộc hàn gắn và xây dựng đất nước sau khi hòa bình được lập lại trên miền Bắc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2, đọc và tìm hiểu sâu vào tác phẩm. Sau khi đọc thì chúng ta sẽ xác định được ngôi kể của tác phẩm rồi đúng không? Ngôi kể của tác phẩm chính là ngôi kể thứ 3. Tác giả đã đặt điểm nhìn trần thuật vào nhân vật ông họa sĩ. Ở đấy thì chúng ta có thể đi tìm hiểu sâu hơn. Vậy thì đặt ngôi kể vào nhân vật nhưng lại nhân vật ông họa sĩ sẽ có tác dụng gì? Nó sẽ đảm bảo cho câu chuyện mang tính chủ quan hay khách quan? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ câu hỏi này nhé. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu bố cục của tác phẩm. Tác phẩm có thể chia làm 3 đoạn, từ đầu đến cô độc nhất thế gian. Phần này nói về sự xuất hiện của anh thanh niên qua lời kể của bác lái xe. Phần tiếp cho đến có vật gì như thế nói về cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa anh thanh niên, bác họa sĩ và cô kỹ sư. Phần còn lại là cuộc chia tay giữa ba nhân vật này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sâu vào tình huống chuyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tình huống chuyện là gì? Tình huống ở đây chính là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kỹ sư với cả anh thanh niên. Thời gian của chuyện thực sự được gói gọn trong có 30 phút thôi. Ông họa sĩ già cùng cô kỹ sư trẻ và các hành khách đã lên đường đi từ Sapa sang Lai Châu và được nghỉ đúng có 30 phút. Trong 30 phút đó, ông họa sĩ già đã phát hiện được một nhân vật, thực là một đề tài rất lớn, quan trọng trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của ông. Nhân vật ấy toát lên một vẻ đẹp thầm lặng, giản dị mà cao quý, đáng trân trọng, cảm động. Đó là người thanh niên một mình làm công tác khí tượng trên đỉnh núi cao. Trong cái im lặng của Sapa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sapa, Sapa chỉ nghe đến cái tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, mà lại có những con người chỉ làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước. Đây chính là lời cắt nghĩa ngắn gọn cho tên truyện Lặng lẽ Sapa. Người họa sĩ già tình cờ nghỉ lại trong hành trình chung của cả đoàn. Trong lúc mọi người xuống xe nghỉ và ăn thức ăn mang theo, thì ông được người lái xe giới thiệu làm quen với anh thanh niên một mình làm việc trên trạm khí tượng. Cuộc gặp gỡ đã khiến ông xúc động, ông đã có những phát hiện nhiều điều thú vị, đã gấp rút ký họa chân dung anh thanh niên, một bức chân dung đủ cả cho chuyến công tác dài ngày. Người họa sĩ già kỳ cựu đã ký họa khá nhọc nhằn vì phải cố gắng sao cho bức họa lột tả được vẻ đẹp nhiều chiều sâu sắc của nhân vật. Tất nhiên, vẻ đẹp của chân dung anh thanh niên trên trạm và khí tượng Sapa còn hiện ra qua con mắt của người lái xe và cô kỹ sư đi cùng nữa. Như vậy thì chúng ta thấy tác giả đã xây dựng một tình huống rất đơn giản nhưng tạo thuận lợi cho nhân vật chính xuất hiện được một cách vô cùng tự nhiên. Tiếp theo về nghệ thuật xây dựng nhân vật, chúng ta thấy ở đây nhân vật phụ xuất hiện và nó là một cái điểm tựa để có thể đưa ra cái nhìn nhận suy nghĩ về nhân vật chính. Nhân vật phụ ở đây là ai? Là bác lái xe, là cô kỹ sư, là bác họa sĩ, và tất cả những nhân vật ấy đều góp phần làm rõ được suy nghĩ về nhân vật anh thanh niên. Từ việc khắc họa thành công được nhân vật chính thì Nguyễn Thành Long đã làm rõ được cả chủ đề tư tưởng của tác phẩm, đó là ca ngợi như con người vẫn thầm lặng hy sinh cho đất nước. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về nhân vật anh thanh niên, nhân vật chính của tác phẩm này. Anh có một hoàn cảnh sống và làm việc rất đặc biệt, đó là làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Và nơi anh sống không phải một nơi bình thường, đó là ở trên đỉnh núi cao nhất.
và anh chỉ sống ở đấy một mình thôi, hàng ngày đo gió đo mưa, phục vụ cho sản xuất và phục vụ cho chiến đấu. Như vậy từ hoàn cảnh sống và công việc này, chúng ta cũng đã thấy anh là người có tinh thần yêu khoa học và tinh thần trách nhiệm rất là cao. Lúc bấy giờ thì chúng ta thấy là anh thanh niên đã được nhìn hoàn toàn ở điểm nhìn của người lái xe. Người lái xe này đã lái trên tuyến đường này những 32 năm, rất am hiểu về tuyến đường, đã chở rất nhiều họa sĩ lên vẽ tranh, và vốn có đầu óc nghệ sĩ thì người lái xe đã giới thiệu với anh thanh niên. Ngay cả trong cái lời giới thiệu ấy, chúng ta cũng đã thấy được cái hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên rất đặc biệt rồi. Đó là: tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian, thế nào bác cũng thích vẽ hắn. Rồi người lái xe còn giải thích thêm, đó là một người thanh niên 27 tuổi, đây là đỉnh Yên Sơn, cao 2.600m, anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Cách đây 4 năm, có hôm tôi cũng đi trễ như thế này, chợt thấy một khúc cây chắn ngang đường phải hãm lại. Một anh thanh niên từ đâu chạy đến, cùng với tôi và khách đi đường đẩy khúc cây ra một bên cho xe đi. Hỏi ở đây mà ai đẩy cây ra giữa đường thế này? Anh ta chỉ đỏ mặt. Thì ra anh ta mới lên nhận việc, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát. Như vậy thì qua việc mà bác lái xe kể rất kỹ lưỡng, chúng ta đã thấy được hoàn cảnh sống và làm việc của anh không chỉ đặc biệt mà còn quá vất vả, quá cô độc. Làm sao anh ta có thể vượt lên được trên cả cái hoàn cảnh đặc biệt ấy để có thể hoàn thành tốt công việc. Đồng thời, ở đây chúng ta thấy là cách giới thiệu của tác giả về anh thanh niên cũng rất đặc biệt, làm cho chúng ta thấy sự tò mò. Không giới thiệu trực tiếp mà giới thiệu gián tiếp qua lời của bác lái xe. Từ đấy thì chúng ta càng muốn hiểu sâu, hiểu rõ hơn về anh thanh niên. Tiếp theo, chúng ta cùng xem anh thanh niên ở đây xuất hiện với những phẩm chất nào. Trong tác phẩm, anh được miêu tả là người có ý thức rất đúng về công việc, có lòng yêu nghề, biết, nhưng mà bên cạnh đấy anh ta còn sống đẹp khoa học, và anh ta còn là một người đáng mến, khiêm tốn, nhân hậu, luôn quan tâm đến người khác. Điều này đã được thể hiện rõ qua điểm nhìn của ông họa sĩ. Người họa sĩ lão thành đã đi rất nhiều nơi ở trên miền đất. Riêng Sapa lúc còn trẻ thì đã từng nhiều lần lình kình giá vẽ qua vùng đất này. Dịp lên Sapa lần này là chuyến đi thực tế cuối cùng của ông. Lẽ ra ở Hà Nội, người ta đã làm việc tiễn ông về hưu, sau ông đề nghị lui lại trong chuyến đi này, ông đã trò chuyện với cô gái cùng đi. Đối với một nghệ sĩ, trong cuộc đời có hai hồi thích nhất, đó là hồi mình trẻ và hồi này. Mình có thể lăng nổ đi vẽ như thời thanh niên, mình cũng có thể thêm sự chín chắn mà hồi ý trước mình chưa có. Và điều ông tâm huyết nhất khi mà ông muốn vẽ là ông muốn thể hiện được sự chín chắn. Người thanh niên một mình trên trạm khí tượng mà cao đến 2.600m này đúng là kiểu người mà ông muốn tìm gặp để đưa vào trong bức phác họa. Nó là một phát hiện bất ngờ, một món quà tặng cho cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của ông. Được người lái xe giới thiệu trước, ông họa sĩ già đã xúc động mạnh khi nhìn thấy người con trai tầm vóc nhỏ bé, nét mặt rạng rỡ từ trên sườn núi chạy đến chỗ xe đỗ. Ông quan sát thấy hai sự việc đáng kể. Người thanh niên đưa cho bác lái xe củ tham thất để cho vợ bác lái xe vừa ốm dậy uống. Đây là một cử chỉ rất chu đáo với mọi người. Còn bác lái xe giao cho anh cuốn sách anh nhờ mua. Anh nhận sách mừng quính, đồng thời cười cười nhìn khắp khách đi xe, bấy giờ đã xuống đất tất cả. Yêu sách, chứng tỏ anh ta là người yêu tri thức, còn cái nhìn nụ cười lại chứng tỏ thực về nỗi thèm người của anh. Với con mắt tinh tường của một nghệ sĩ lâu năm, ông họa sĩ đã nhận thấy ngay vẻ mặt ửng đỏ của người thanh niên. Đỏ mặt thường thông báo sự ngượng ngùng, rõ ràng anh này đã ít tiếp xúc với mọi người, nhất là với các cô gái trẻ. Đỏ mặt cũng là một cách thể hiện sự khiêm tốn, không muốn mọi người chú ý đến mình. Tuy vậy, ông họa sĩ cũng gặp những bất ngờ. Thấy chàng trai vội vã chạy đi sau mà có vẻ có lúng túng, ông đoán lý do khá đời thường. Khách tới bất ngờ, chắc cô cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn.
Nhưng điều bất ngờ là thay vì đi dọn dẹp nhà cửa, anh lại đi hái hoa. Sự việc có rất nhiều nghĩa. Anh vốn ngăn nắp lên nhà cửa đã tề chỉnh rồi, anh lại có cả một vườn hoa thể hiện một tâm hồn trân trọng cái đẹp. Vườn hoa của anh có đủ loài hoa, có cả loài hoa tưởng chỉ có ở Hà Nội như hoa dơn, thược dược. Điều bất ngờ hơn là anh rất tự nhiên trao bó hoa cho cô gái như một người bạn đã quen thân. Anh nói, cô gái muốn lấy bao nhiêu hoa tùy thích, vì tôi không biết kỷ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay. Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà tôi từ Tết. Vì cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên nhà tôi đã 4 năm nay. Anh đã thật thà nói to những ý nghĩ đó. Ông họa sĩ nghe người thanh niên kể về cuộc sống và công việc của mình, ý định sáng tác về anh nảy sinh. Ông đã tận dụng thời gian rất ngắn ngủi, tính bằng 20 phút còn lại trước khi xe tiếp tục lên đường để tìm hiểu người thanh niên và giúp chúng ta biết thêm về con người đặc biệt này. Con mắt người họa sĩ lão thành quan sát rất nhanh căn nhà của anh. Một căn nhà ba gian sạch sẽ với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của anh, thanh niên đã thu gọn lại trong cái góc có một cái giường con, một cái bàn, một cái giá sách. Thật là ít đồ đạc, tài sản thì ở mức tối thiểu. Nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy ở đấy, ở đâu cũng toát lên sự ngăm mắt. Và nó thông báo cho chúng ta thấy được một cái cuộc sống rất là đẹp, rất khoa học của anh. Như vậy thì ở đây, thông qua cái nhìn của các nhân vật, nhà văn đã ca ngợi người thanh niên một cách khéo léo, tinh tế, tự nhiên. Đồng thời, các nhân vật ấy cũng chính là hình ảnh của chính tác giả, phát biểu cho quan niệm của tác giả về sáng tạo nghệ thuật, nhất là hình ảnh ông họa sĩ. Từ đấy chúng ta thấy quan niệm sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Thành Long đó là phải phát hiện ra vẻ đẹp của cuộc sống mới, của con người mới trên đất nước ta. Và đương nhiên phải thâm nhập thực tế thì chúng ta mới phát hiện được điều này. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu hình ảnh người thanh niên được nhìn từ điểm nhìn của cô gái. Vẻ đẹp của người thanh niên trên đường núi Sapa còn hiện ra qua cái nhìn của người con gái, người kỹ sư nông nghiệp nữa. Cô đã quyết định kết thúc một mối tình và cô cho là nhạt nhẽo và quyết tâm đi xa để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Do đó, cái nhìn suy nghĩ của cô về anh có một giá trị đặc biệt vì ở đây, cô đã tìm ra kết luận cho chính mình. Khi thấy vườn hoa của anh, cô đã ô lên một tiếng, quên đi hết sự e lệ vốn có ở người con gái. Đột ngột và mừng rỡ, quên mất e lệ, cô chạy đến bên người con trai đang cắt hoa. Anh con trai trao bó hoa và cô nhận hoa, cả hai đều rất tự nhiên. Hoa thể hiện vẻ đẹp tâm hồn trong sáng của tuổi trẻ, nhờ hoa mà hai người làm quen rất nhanh và tự nhiên. Đặc biệt là cô gái quan tâm đến những cuốn sách của chàng trai. Sách cũng là cửa sổ tâm hồn, trí tuệ. Cô muốn tìm hiểu chủ nhân ra nhà qua sách của anh. Có lẽ ta có thể diễn giải ý nghĩa của cô gái như thế này khi cô chăm chú xem cuốn sách đang đọc dở dang của anh thanh niên. Không những thế, cuốn sách Cuộc sống tuyệt đẹp của anh khiến cô thêm sức mạnh để đi đến những nơi làm việc mới. Do vậy cô vừa cảm phục vừa hàm ơn. Những điều cô cùng nghe cộng với những điều cô khám phá thấy trên hai trang sách hay đang đọc dở của người con trai làm cô bàng hoàng. Có phải cái ánh sáng trong quyển sách rọi sang làm cho cô hiểu thêm cuộc sống của mình? Cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh niên và cái thế giới những con người như anh đã kể. Cả về con đường cô đang đi tới, một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái. Cô gái muốn tìm một tặng vật nào đó để biểu lộ tình cảm với anh, kín đáo như cách tỏ tình của những nhiều cô gái Việt Nam trước đây. Như vậy, ở đây, nhân vật ông họa sĩ và cô gái đã thực hiện chức năng nhận xét, đánh giá, bình luận để làm nổi bật vẻ đẹp trên nhiều phương diện của chàng thanh niên. Nhưng để chân dung nhân vật được trọn vẹn, tác giả còn để cho nhân vật chàng thanh niên được kể về chính mình. Ngôn ngữ nhân vật thông báo những thông tin về cuộc đời một thân một mình của anh thanh niên trên trạm khí tượng mà không người có thể nào mà biết hết được ngoại trừ chính anh. Chàng trai đã bộc lộ những gì về mình? Phần nội dung quan trọng nhất của truyện chính là những câu chuyện mà người thanh niên đã kể về bản thân, về những cử chỉ hành động của anh. Anh tuyên bố chỉ kể chuyện công việc của mình trong 5 phút, anh tự cho chuyện riêng của mình không có gì quan trọng. Còn lại 20 phút, mời ông họa sĩ và cô gái uống chè.
cho anh nghe chuyện. Anh bảo cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm. Anh làm công việc thu thập các sự kiện thời tiết và đo chấn động vỏ quả đất. Hàng ngày 4 lần báo các thông số về cho trung tâm mà anh gọi là nhà. Khổ nhất là những lần ghi và báo về lúc 1 giờ sáng trong cái rét buốt. Không phải anh không thấy ngần ngại. Rét bác ạ, ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ, chỉ muốn đưa tay tắt đi. Cái bóng tối, cái lạnh như cắt, sự vắng lặng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài, như chỉ trực đợi mình ra là ào ào xô đến. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ. Nó như bị gió chặt ra từng khúc, và gió thì giống như những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung. Đó là điều có thực mà anh cũng chỉ có thể chọn kể trong phạm vi 5 phút anh tự định cho mình. Khiêm tốn không nói nhiều về mình là điều ta dễ nhận thấy ở anh. Sự khiêm tốn ta còn gặp ở anh khi anh bảo ông họa sĩ đừng vẽ mình. Để cháu giới thiệu bác với những người khác đáng cho bác vẽ hơn. Anh say sưa giới thiệu về người kỹ sư nông nghiệp lai tạo giống su hào cho cả nước. Hay người đồng nghiệp nghiên cứu xét, cứ thấy xét là choáng choàng chạy ra. Chạy một năm không có thời gian tìm vợ vì cứ sợ nhỡ có xét lại vắng mặt mình. Thì ra trên Sapa heo hút ấy có biết bao nhiêu con người lao động âm thầm cống hiến cho đất nước, quên cả hạnh phúc riêng tư của bản thân. Đúng 5 phút anh kết thúc phần kể của mình. Sau 20 phút còn lại, trong lúc ngồi uống chè trả lời câu hỏi của ông họa sĩ, sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian, rằng anh thèm người lắm, anh thanh niên đã bật cười khanh khách. Anh tìm mọi lý lẽ để tự hạ thấp tầm quan trọng mà bác lái xe tuyên truyền về anh, bảo là anh ở trên cao nên cô độc nhất. Đã có một người bạn trên trạm đỉnh Pasipang ba cao ngất này thực sự đã làm bạn với anh. Làm khí tượng ở trên cao mới tốt chứ. Và thực ra anh có cô độc đâu. Anh với công việc là một đôi. Anh lại có sách để trò chuyện. Chúng ta chú ý cách nói chuyện của người thanh niên. Về tin đồn anh là người cô độc nhất, thèm người nhất của bác lái xe, anh phản bác một cách đáng yêu. Lý lẽ của anh rất logic. Ai mà chả thèm người. Tức đây là chân lý phổ biến. Anh đã chứng minh. Bác lái xe bóp còi toe toe mà anh không xuống, bác buộc phải lên trạm tìm anh. Vậy thì bác lái xe cũng thèm người chứ. Vậy, nỗi nhớ theo lập luận của anh không phải là nhớ chốn phồn hoa đô hội, mà là muốn giao lưu tiếp xúc với con người. Mà nếu tiếp xúc với con người thì anh nói với cô gái đang đọc sách của anh: cô thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người để trò chuyện. Sách giúp anh trò chuyện, tiếp xúc với con người. Tất cả lý lẽ đều tiềm ẩn thông báo về sự khiêm tốn của anh. Thực ra, anh cô đơn thật, anh đã cho hay từ lúc gặp bác họa sĩ già và cô kỹ sư nông nghiệp. Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà tôi từ Tết, và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên đến nhà tôi từ 4 năm nay. Tuổi 27 và 4 năm trời không một bóng hồng, thì đủ biết anh đã chấp nhận hy sinh thế nào về tình yêu. Tuy thế, anh nói chuyện đó trong mạch suy nghĩ là phải tiếp đón hai vị khách đặc biệt này sao cho xứng tầm. Hai bố con anh cùng đi ra mặt trận, song bố anh đã được đi, còn anh ở lại trạm khí tượng. Tưởng là công việc cứ diễn ra đều đặn như vậy trong im lặng, hóa ra anh lại được các chiến sĩ máy bay báo cho tin vui. Nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta đã hạ được bao nhiêu phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại có thể như vậy. Anh sống thật hạnh phúc vì không ngờ công việc tưởng như âm thầm của anh lại có ý nghĩa đến thế. Không chỉ kể chuyện mình, anh còn có những cử chỉ việc làm thật đáng yêu, như cử chỉ cắt hoa tặng cho cô gái để nói lên sự tinh tế của anh. Còn bây giờ, khi chỉ còn 5 phút là họ chia tay, anh đã chuẩn bị cái làng chứng cho ông họa sĩ. Thậm chí cô gái và cả bác lái xe ăn trưa anh cũng có đủ chuẩn bị. Anh cũng thật thà đến ngốc nghếch. Khi cô gái nhận hoa bạo dạn nhìn thẳng vào mặt anh, thì anh lại hỏi cô có phải đoàn viên thanh niên không? Hay anh thật thà đưa lại cái khăn mà cô đã kín đáo kẹp vào trong trang sách? Những cử chỉ nho nhỏ, song cho thấy một tấm lòng nhân hậu trong sáng đến thánh thiện.
Trong vòng có 30 phút mà anh đã hiện ra trong cái nhìn của mọi người với những nét thật đáng yêu, thật đáng trân trọng. Đây là một mẫu người âm thầm cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp chung, thật vô tư, không đòi hỏi, không yêu cầu gì. Hình ảnh anh đã dần dần hiện ra qua các góc nhìn khác nhau. Đúng là tác phẩm đã nói tiếng tri âm với một thế hệ vàng của đất nước. Thế hệ vàng, thanh niên Việt Nam cách đây mấy thập kỷ. Tác phẩm đã nhắn nhủ chúng ta hãy nhớ về họ, biết trân trọng những hy sinh của họ, không để cho hình ảnh của họ chìm vào quên lãng ở trong cuộc sống hiện tại. Bên cạnh hình ảnh anh thanh niên, tác phẩm có tái hiện những con người lặng lẽ khác. Ví dụ như ở đây, chúng ta có thể thấy nhân vật ông họa sĩ. Khi gặp anh thanh niên, thì ông họa sĩ xúc động, bối rối, muốn ghi lại hình ảnh anh bằng những nét ký bút, chứng tỏ đây là người am tường về nghệ thuật, mê say sáng tạo và biết trân trọng cái đẹp. Đó còn là nhân vật cô kỹ sư, một con người hiểu và tin cậy về con đường mình đã lựa chọn và cũng rất nhạy cảm. Thứ ba, đó là nhân vật bác lái xe, một con người nhân hậu vui tính, là cầu nối để các nhân vật gặp nhau. Và ngoài ra, để làm rõ thêm chân dung những con người lặng lẽ ở Sapa, qua câu chuyện của anh thanh niên, chúng ta còn thấy những con người khác như ông bố đang tham gia chiến đấu, ông bố của anh thanh niên đang tham gia chiến đấu. Đó là ông kỹ sư vườn rau Su Hào hay người cán bộ nghiên cứu xét. Tất cả họ đều say mê công việc cống hiến cho đất nước. Họ đã hy sinh tất cả quyền lợi riêng, quên mình vì công việc chung. Và tất cả họ đã tạo lên bức tranh tuyệt đẹp về những con người lặng lẽ thầm cống hiến cho đất nước. Cuối cùng chúng ta cùng tìm hiểu chất trữ tình của chuyện. Đây là một chuyện ngắn kết hợp yếu tố trữ tình bình luận với cả tự sự, và đặc biệt là yếu tố trữ tình. Chúng ta thấy yếu tố ấy đã tạo lên từ vẻ đẹp của thiên nhiên Sapa và vẻ đẹp tâm hồn những con người trong tác phẩm, vì thế nó tạo lên sức hấp dẫn rất lớn. Có người đã nói rằng là tác phẩm Lặng lẽ Sapa có vẻ đẹp như một bài thơ trữ tình, tình huống chuyện giản đơn thôi. Nhưng mà nhân vật hiện lên vừa hiện thực vừa lãng mạn, ở đó tác giả còn phối hợp khéo léo với việc miêu tả cảnh đẹp của Sapa. Đồng thời, cách viết của tác giả, cách dùng ngôn ngữ của tác giả vô cùng gợi cảm, chính vì thế nó tạo lên chất trữ tình. Đầu tiên là chúng ta nói về chất trữ tình toát lên từ vẻ đẹp thiên nhiên. Tác giả đã chọn những hình ảnh thiên nhiên rất đặc trưng. Sapa bắt đầu với những dặm đào và với những đàn bò lang cổ có đeo dây ở các đồng cỏ ở trong lũng hai bên đường. Sapa còn có những cảnh đẹp kỳ lạ, có những bức tranh thiên nhiên kỳ thú. Nhà họa sĩ và cô gái cũng nín bặt vì cảnh trước mặt bỗng hiện ra đẹp một cách kỳ lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh, thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Nắng, mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn tròn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe. Đẹp vì sắc nắng, vì bảng màu phối rất khéo giữa ánh bạc của ngọn cây thông với những cây tử kinh màu hoa cà. Đẹp với sự tương quan thú vị giữa người và mây. Mây trắng lăn trên vòm lá, lại luồn dưới cả gầm xe. Một bức tranh thiên nhiên đẹp, trữ tình khơi gợi trí tưởng tượng nơi người đọc, đặc biệt là độc giả chỉ quen với đồng bằng. Hay đó còn là vẻ đẹp toát lên từ vườn hoa của anh thanh niên trên Sapa. Sau gần 2 ngày, qua ngót 400 cây số đường dài cách xa Hà Nội, đứng trong mây mù ngang tầm với chiếc cầu vồng kia, bỗng nhiên lại gặp hoa dơn, hoa thược dược, vàng tím, đỏ hồng phấn, tổ ong. Ngay lúc dưới kia là mùa hè, đột ngột và mừng rỡ, quên mất e lệ. Cô đã chạy đến bên người con trai đang cắt hoa. Cô ở đây chính là cô gái kỹ sư. Rõ ràng là chúng ta thấy vẻ đẹp thiên nhiên đã được tái hiện dù ít thôi, nhưng mà cũng toát lên chất trữ tình của câu chuyện. Thứ hai, chất trữ tình của câu chuyện còn được toát lên từ vẻ đẹp tâm hồn những con người. Những suy tư, độc thoại nội tâm mang tính chất trữ tình được cất lên từ nhiều nhân vật khác nhau. Đầu tiên, những người lái xe đi nhiều nơi từng trải,
Hay thứ hai là ông họa sĩ già có kinh nghiệm quan sát người, tìm đề tài và vẻ đẹp, quan tâm đến những triết lý nghệ thuật, triết lý về cái đẹp. Rồi đó còn là hình ảnh cô gái kỹ sư trẻ vừa đi qua một mối tình mà cô cho là nhạt nhẽo, nay đã tìm ra phương hướng cho cuộc sống và tình yêu của mình ở vùng đất Tây Bắc xa xôi. Mỗi lời bình luận, suy nghĩ hay độc thoại nội tâm của họ đều có nét riêng, không lặp lại, khơi gợi những cảm xúc suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ, khi đã nghe và gặp người thanh niên, cái bối rối của ông buộc chúng ta cùng suy nghĩ về anh. Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối? Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhỏ e lệ đứng giữa các luống rơm, không cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe. Vì họa sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết. Ôi, một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác. Một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài. Còn độc thoại nội tâm của cô gái thanh niên, cô gái kỹ sư lại nói lên nỗi xao xuyến và tình cảm mới mẻ trong cô mà người thanh niên đã gieo vào tâm hồn cô. Người đọc qua mỗi sự việc được kể lại lắng lòng mình với những suy tư cảm xúc cùng những lời bình luận trữ tình độc thoại nội tâm của nhân vật. Từ đấy thì chúng ta thấy câu chuyện rõ ràng đã để lại cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa, và trong đó ý nghĩa nổi bật nhất chính là sự khắc họa hình ảnh những người lao động bình thường, qua đó khẳng định vẻ đẹp của người lao động, đặc biệt là những người lao động thầm lặng. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu được nội dung của chuyện ngắn Lặng Lẽ Sapa. Tạm biệt các em, chúc các em có một ngày vui học tập hăng say.